Covid-19 đã khiến nhiều hoạt động giải trí và thưởng thức nghệ thuật phải thay đổi để thích nghi. Không chỉ có chiếu phim ô tô, hòa nhạc ô tô như Click đã giới thiệu trong các chương trình trước. Giờ đây, đến cả triển lãm tranh cũng có thể ngắm từ trong xe ô tô. Các nghệ sĩ ở vùng Cologne và Bonn của Đức đã cùng nhau tổ chức trưng bày những tác phẩm hội họa và điêu khắc ở một phòng tranh đặc biệt. Đó là một bãi đỗ xe ô tô ở sân bay để khách tham quan có thể lái xe vào tận bên trong và ngắm tranh từ trên chính chiếc xe hơi của mình. Không có những bức tường treo tranh hay những ngọn đèn hắt sáng như trong một gallery thông thường. Tại đây, giữa một không gian rộng lớn, thoáng khí, giá đỡ tranh cũng chính là những chiếc xe đẩy vali thông dụng ở sân bay. Du khách có thể ngồi yên trong xe và lái vòng vòng bên trong triển lãm hoặc dạo bước ngắm tranh, miễn sao tôn trọng các quy tắc giãn cách xã hội trong bối cảnh nguy cơ lây lan dịch bệnh COVID-19 vẫn còn tiềm ẩn. Chúng tôi nảy ra ý tưởng thực hiện triển lãm này khi đang ở sân bay, trông thấy những chiếc xe đẩy hành lý và nhận ra chúng có chiều cao lý tưởng cho người xem tranh từ trên ô tô. Do đó, chúng tôi đã mượn sân bay 300 chiếc xe đẩy và dùng chúng làm giá đỡ. Còn những bức cỡ lớn thì chúng tôi đặt xuống sàn. Chúng tôi rất vui vì đã có thể hoàn thành triển lãm. Hơn 300 tác phẩm hội họa và điêu khắc của 50 nghệ sĩ người Đức được trưng bày theo sáng kiến giãn cách mùa Covid-19 này đã đem đến cho công chúng và khách tham quan một làn gió mới, giảm bớt những ngột ngạt, tù túng sau khoảng thời gian dài chấp hành lệnh phong tỏa. Tôi thấy ý tưởng này rất tuyệt, kể cả là đi bộ thì mọi người cũng vẫn giữ khoảng cách. Một điều rất đáng để làm, không phải thứ gì đó bạn làm hàng ngày, trải nghiệm này hoàn toàn khác biệt. Đức đã cho phép mở cửa trở lại các bảo tàng và triển lãm sau 6 tuần phong tỏa. Tuy nhiên, đeo khẩu trang và giữ khoảng cách tối thiểu vẫn là những quy tắc cần tuân thủ.